Cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 23 tháng 5 với những tin chính sau đây. 82% bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tại Việt Nam. Nam Mỹ là tâm dịch COVID-19 mới. Thuốc sốt rét ông Trump ca ngợi làm tăng tỷ lệ tử vong. Sản phụ sinh con trên xe taxi. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Sáu giờ ngày 23 tháng 5, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đánh dấu 37 ngày không phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng. 24 giờ qua không thêm ca nhiễm mới, một bệnh nhân tái dương tính điều trị tại Quảng Ninh đã khỏi bệnh. Như vậy, 82% số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Về trường hợp ông TKV, 32 tuổi, là người bán hàng rong tại Bạc Liêu, đã có một số lần vào tận khu vực sát khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để bán trà đường, mua thuốc lá cho bệnh nhân COVID-19. Vụ việc này khiến một xóm nơi người bán hàng rong sinh sống và trường tiểu học nơi con ông V theo học bị cách ly tạm thời. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bạc Liêu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác cách ly, điều trị người bệnh và người nghi nhiễm tại cơ sở y tế, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự. Quan chức cấp cao WHO ngày 22 tháng 5 tuyên bố khu vực Nam Mỹ đã trở thành tâm dịch COVID-19 mới khi số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng mạnh. Số ca nhiễm nCoV tại Brazil đã vượt 319.000 với trên 20.500 ca tử vong. Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga. Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn gấp nhiều lần do Brazil bị giới hạn về khả năng xét nghiệm virus. Bộ Y tế Brazil ra chỉ dẫn khuyến nghị các bác sĩ sử dụng thuốc chống sốt rét để điều trị người nhiễm nCoV, kể cả những ca có triệu chứng nhẹ. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu ký giấy xác nhận họ đã được thông báo về các tác dụng phụ tiềm ẩn, bao gồm rối loạn chức năng tim và gan, tổn thương võng mạc và thậm chí tử vong. Một nghiên cứu lớn công bố ngày 22 tháng 5 trên tạp chí y khoa danh tiếng Lancet cho thấy thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc được ông Trump ca ngợi như thần dược điều trị COVID-19, làm tăng tỷ lệ tử vong. Nghiên cứu thực hiện trên hơn 96.000 người bệnh COVID-19 cho thấy những người được điều trị bằng hydroxychloroquine hoặc chloroquine có nguy cơ tử vong và gặp các vấn đề về nhịp tim cao hơn những người không dùng thuốc. Nghiên cứu cũng không nhận thấy lợi ích nào từ việc dùng hai loại thuốc này đối với người bệnh nhiễm corona. Các tác giả của nghiên cứu khuyến nghị không nên dùng hai loại thuốc này cho người bệnh COVID-19 bên ngoài các thử nghiệm lâm sàng cho tới khi các nghiên cứu có thể khẳng định độ an toàn và hiệu quả ở những bệnh nhân đang tham gia các thử nghiệm đó. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 5, sản phụ Đào Thu Hiền, Thường Tín, Hà Nội có dấu hiệu chuyển dạ nên đã bắt taxi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khoảng 8 giờ 30, đường tắc không thể di chuyển được, trong khi sản phụ đã vỡ ối, tài xế taxi đã rẽ vào Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ. Sau khi các bác sĩ và nhân viên y tế của trung tâm kiểm tra và đánh giá tình trạng, sản phụ đã được đỡ đẻ ngay trên xe taxi. 9 giờ sáng, sau khi được đỡ đẻ, cả sản phụ và em bé được chuyển tới khu cấp cứu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện đã thực hiện khâu vết sinh, thăm khám, xét nghiệm kiểm tra tình trạng của sản phụ và chỉ định thuốc giúp sản phụ hồi phục sau cuộc đẻ. Em bé cũng nhanh chóng được chuyển tới khoa sơ sinh của bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi thăm khám và thực hiện các bước sàng lọc, em bé được các bác sĩ đánh giá hoàn toàn khỏe mạnh, hiện đã được về ghép mẹ. Hiện sản phụ và em bé đều có tình trạng sức khỏe ổn định, được nghỉ ngơi và theo dõi dưới sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nắng nóng kỷ lục trong những ngày gần đây khiến nhiệt độ tăng cao, gây nguy hiểm cho cơ thể con người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc thậm chí tử vong. Những loại thực phẩm sau đây được coi là thần dược giúp cơ thể đối phó với nắng nóng. Nước cam hoặc nước chanh. Cam và chanh chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin C có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do một cách hiệu quả. Thực tế, một quả cam có thể cung cấp 100% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Ngoài ra, cam cũng là một nguồn vitamin A, vitamin B, đồng, canxi, kali và magie cao. Xoài xanh. Xoài xanh được mệnh danh là thần dược chống say nắng. Xoài xanh giàu vitamin C có tác dụng làm tăng hệ miễn dịch và giúp bạn phòng tránh cảm nắng vào mùa hè. Nước dừa. Nước dừa có vị thanh mát, giàu vitamin và các dưỡng chất hữu ích khác, đồng thời chứa lượng muối, protein, đường hợp lý nên rất hữu hiệu trong việc thay thế nước điện giải khi làm việc trong nhiệt độ cao, tập thể thao mất sức, giúp cơ thể tránh bị say nắng dưới thời tiết nắng nóng oi bức.
Mướp đắng. Mướp đắng là thực phẩm có tính mát, công dụng giải nhiệt tốt và giúp giảm bớt mệt nhọc. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên tăng cường ăn mướp đắng vào mùa hè để cải thiện sức khỏe và phòng chống say nắng cho cơ thể hiệu quả.